Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Ni nhé. Như đã hứa thì hôm nay Ni đã trở lại với các bạn với các món ăn dành cho ngày lễ tạ ơn, tức là lễ Thanksgiving. Và như chúng ta đã biết thì ngày lễ tạ ơn thường rơi vào ngày thứ năm của tuần lễ cuối cùng trong tháng 11. Và cũng có thể nói là ngày lễ tạ ơn đó là bữa cơm đầm ấm của gia đình mà nước Mỹ cho là nó rất quan trọng và hơn cả cái ngày lễ Noel nữa các bạn. Và ngày đó thì chúng ta cùng nhau nấu nướng, cùng nhau chuyện trò gia đình sum họp. Và trong các món ăn gia đình thì không thể nào thiếu cái món gà tây đúc lò. Và đây là con gà tây của Ni hôm nay. Gà tây bây giờ thì trong tất cả các siêu thị chợ nào cũng có bán các bạn. Mình chọn lựa làm sao một con gà tây nó khoảng trọng lượng vừa đủ cho gia đình của mình. Và lý tưởng để nướng một con thức kỳ ngon đó là gà tây tầm 16 phao trở lại, tức là cỡ 8 hoặc là 7kg là vừa. Như vậy thì con gà sau khi mình nướng xong đó, nó sẽ mềm và thịt nó không quá khô. Và hôm nay con gà này của Ni thì Ni mua tầm là hơn 14 phao, tức là khoảng 7kg. Và trên mỗi bao bì người ta sẽ chỉ dẫn mình trọng lượng con gà bao nhiêu đó ký và nướng thời gian là bao lâu với nhiệt độ nào. Và đây là muối và rượu Ni chuẩn bị để rửa con gà, một cắp muối và một cắp rượu trắng nhé. Ni dùng hai thứ này để mình đi rửa gà sau khi đã rã đông. Ni cho muối và rượu lên lưng gà và chà xát từ trong ngoài da cho đến trong phần bụng gà. Trong phần bụng gà thì mình sẽ thấy có một cái cổ gà và một bịch ni lông, một cái túi ni lông nhỏ nhỏ người ta cho vào đó là một ít đồ lòng gà, mặc dù không có đủ ha. Chân gà nè, rồi phao câu. Và ở trên cổ gà thì người ta đã cắt ra cho mình rồi. Thường ở Mỹ thì con gà nó không có đầy đủ như ở Việt Nam. Cái phần cổ thì dĩ nhiên là không bao giờ có. Ở đây người ta đã cắt ra và cho vào bụng cùng với một cái túi ni lông nhỏ nhỏ. Trong túi ni lông đó thì cái phần ruột gà, bao tử gà này kia nó sẽ không có. Nó chỉ có là một trái tim hoặc bộ gan gà hoặc là một cái mề gà như vậy thôi nè. Con gà này của Ni thì có hai thứ này thôi, một cái mề và một bộ gan. Ni cũng đã rửa sạch và mình khứa ra cho nó đẹp đó. Khi mà mình nướng, Ni sẽ cho vào bụng gà để cho con gà mình nó vẫn có đầy đủ nước ngọt ha. Một ít gia vị Ni chuẩn bị sẵn để mình ướp con gà ha. Và cái lưu lượng chính xác Ni để trên màn hình, hoặc là các bạn có thể tham khảo thêm ở phần mô tả. Đường, muối. Các bạn đừng nghĩ là bao nhiêu đây muối là sẽ mặn nha, bởi vì mình còn hòa tan với 4-5 lít nước nữa. Dạ, và như thế nó không mặn. Và đây là bột nêm gà, 150g bột nêm gà và một ít bột tỏi. Rồi ở bên đây đó là bột hành và tiêu. Tiêu này thì Ni dùng tiêu sọ, tiêu trắng ha, nửa cắp tiêu sọ. Rồi một muỗng canh đầy tiêu đỏ. Tiêu đỏ nó có cái mùi rất là đặc biệt nha các bạn. Hai thứ này thì Ni đã rang và đập dập. Đây là một thìa cà phê bột nêm. Phần này là phần phụ, nếu mà cả nhà mình không muốn thì mình cũng có thể cho qua. Cách ướp này rất là ngon và Ni đã thử qua rất là nhiều lần. Nhân dịp này thì Ni cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị Nga, chị bạn làm chung với Ni ở hãng xe Tesla đó. Mấy năm trước, khoảng 8-9 năm trước thì chị chứa cho Ni cái công thức này và Ni cũng thay đổi một xíu để cho nó hoàn hảo hơn. Mỗi năm đi mỗi thử và Ni có điều chỉnh lại để ra một con gà hoàn hảo nhất. Cảm ơn chị. Và cái công thức này Ni so sánh với những cái công thức Ni nướng khác thì đây là công thức hoàn hảo và ngon nhất luôn. Sau khi nướng, thịt gà nó không hề bị khô, rất là juicy, gà mềm và thịt gà thấm từ ngoài tới trong. Và gà vàng ươm rất là ngon, ngon hơn cả gà mình mua ngoài tiệm đó các bạn. Bây giờ thì mình sử dụng một cái thớ to cho tất cả các phần gia vị mình chuẩn bị vào: muối, đường, bột tỏi, rồi tới bột hành. Các bạn đừng nghĩ về gia vị này nhiều nhé, bởi vì mình ướp cho gà thơm thôi. Sau đó mình sẽ đổ bỏ nhé. Rồi bột nêm gà để cho gà nó thấm đều á. Rồi mình sẽ đổ bỏ cái phần này mình không có dùng. Và tiêu. Và phần cuối cùng đó là một thìa cà phê bột nêm. Mình trộn đều lên rồi Ni sẽ cho kế vào đó là hai lon nước Cocorico.
Mỗi năm, Ni đều sử dụng hai lon nước dừa, nước Cocorico, tức là nước dừa dạng soda. Nhưng hôm nay nhà Ni chỉ còn có một lon ha. Thì Ni sẽ thế vô một lon, đó là lon nước dừa tươi nhé. Đây là lon Cocorico, nước dừa soda. Là như vậy. Rồi, thường là hai lon mà hôm nay thì Ni đã sử dụng và quên mua tiếp ha. Ni cho vào một lon Cocorico và một lon nước dừa uống, nước dừa tươi. Và cái phần nước dừa này nó làm cho thịt gà ngọt, mềm và rất là thơm. Các bạn đừng sợ là nó sẽ ngọt hay là nó sẽ cháy khi mình nướng nha. Ni nhắc lại là phần này mình chỉ là để ướp gà qua đêm, sau đó ngày hôm sau mình sẽ rửa sơ lại gà chứ rất nóng trước khi mình cho đi nướng thì gà mình nó sẽ rất là thơm ngon và không hề bị quá ngọt hay là sợ cháy khi nướng. Một cắp rượu, các bạn có thể sử dụng một cắp rượu trắng hoặc là một chai bia hoặc là một cắp rượu Thiệu Hưng. Ở đây là Ni sử dụng cắp rượu Thiệu Hưng này. Rồi tất cả những thứ này mình hòa tan lên. Sau đó quan trọng cuối cùng đó là Ni cho vào 4 lít nước. Các bạn đừng quên nhé, bởi vì con gà này rất là to, chúng ta sẽ sử dụng đến rất là nhiều nước để có thể bao bọc hết cái mình con gà. Hòa tan tất cả gia vị chúng ta có ở đây và sau đó thì mình sẽ cho một cái thau to thật là to để mình có thể chứa đầy đủ 4 lít nước và bao nhiêu đầy gia vị nhé. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị qua cái phần rau củ. Phần ướp gà không phải chỉ là cái phần gia vị không là đủ, chúng ta cần thêm một vài rau củ nữa cho gà mình nó có đủ mùi vị từ những rau củ tự nhiên này. Ni sử dụng ở đây là hai quả cam. Cam này cam ở nhà, cam vỏ xanh. Các bạn sử dụng bất kỳ loại cam nào cũng được. Hai củ hành, hai củ tỏi và một trái lê lớn, hai trái apple và hai trái chanh. Chanh này cũng ở nhà luôn, ở nhà mẹ Ni trồng. Và một thứ đặc biệt không thể thiếu đó là lá rosemary. Ni không biết tên Việt Nam của nó là gì, nhưng mà mình thường gọi nó là rosemary. Thường là trong các món ăn của Mỹ, những món nướng người ta sẽ sử dụng món này nè, rất là thơm, đặc biệt lắm luôn. Các bạn thấy nè, cái hoa nó cũng xinh, nhỏ nhỏ, xanh xanh, tím tím. Đây là phía sau nhà Ni đó, nhà Ni trồng, nó cũng rất là dễ trồng luôn. Ngoài cái việc cho mình những cái mùi thơm trong món ăn thì nó còn công dụng đuổi những cái muỗi và những con bọ cánh nhỏ nhỏ trong vườn đó. Và một ít cà rốt, mình sử dụng một hay hai củ cà rốt đều được. Và một ít củ gừng và hành lá, cây hành baro và một ít cần mỹ, còn gọi là celery. Rất là thơm. Bây giờ thì mình sẽ đi rửa và mình cắt nhỏ ra từng miếng nhé. Những cái nguyên liệu này thì dĩ nhiên mình làm ở nhà mình mới sử dụng. Khi mà mình order, mình mua con gà Tây nướng sẵn ngoài tiệm thì nó hoàn toàn không có những cái phần này trong cái phụ liệu hay là nguyên liệu người ta dùng để ướp đâu ha. Bởi vì các bạn thấy nó bao nhiêu đây thì bao nhiêu tiền, và người ta ướp số lượng nhiều thì dĩ nhiên người ta sẽ không làm những cái phần này. Nhưng mà ở gia đình mình làm là một năm chỉ có một lần thì mình làm cho nó thật là đặc biệt, thật là ngon. Tất cả thì Ni đã cắt lát ra như vậy. Và bây giờ Ni đang chuẩn bị hai cái túi ni lông. Cái túi này thì mình mua ở Costco, thường là mình sử dụng để cho những cái phần chứa đồ hoặc là đựng những cái túi rác trong những buổi tiệc đó. Nhưng là bịch thì bịch sạch ha, túi sạch. Mình cho hai túi vào double bag như vậy thì nó sẽ chắc ăn. Sau khi mình rải một ít hoa củ ở dưới đáy bịch đó thì mình đặt con gà lên phía trên và cho tiếp những cái phần rau củ một ít vào bụng gà. Các bạn để cho ngay, để mà khi mình chế nước vào thì cái phần nước nó được nằm và con gà mình nó được ngay ngắn, nó không bị lật qua một bên ha. Cho hành lá, rosemary, tất cả những rau củ, lê, táo, gừng cắt lát và tỏi đập dập vào đây cho nó thơm. Các bạn cho tỏi nhiều một xíu, như vậy thì khi mình ướp, mình nướng xong thì con gà mình nó sẽ rất là thơm nhé. Rồi những cái rau củ còn lại thì mình phủ lên đầy mình con gà như vậy. Các bạn thấy có đẹp và đặc biệt không? Bảo đảm con gà này sau khi mình nướng, các bạn hãy thử cách này.
Ni tin là các bạn sẽ rất rất là hài lòng với cái cách nướng này của Ni. Các bạn hãy thử và cho Ni biết ý kiến nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cho cái phần cuối cùng, đó là phần sốt vào đây. Mình cho cái phần nước sốt chính nãy mình làm cùng với 4 lít nước hòa tan và cho hết vào cái phần con gà này. Sau đó thì mình sẽ cột cái bịch cho thật là chặt. Các bạn cố gắng cột cái phần túi cho chặt lại cho sát vào mình con gà. Như thế thì cái phần nước sốt nó sẽ được ngập đầy đủ lên cái mình con gà luôn ha. Mình cho con gà ướp qua đêm. Nếu mà tủ lạnh mình to thì mình sẽ ướp trong tủ lạnh. Và nếu cái tủ lạnh mình không vừa, vì con gà này nó khá là to, thì chúng ta có thể để cái bịch gà này ở bên ngoài, cho nó vào cái thùng xốp, cái thùng mà chúng ta lại chứa nước đá đó. Cho cái thùng con gà vào thùng xốp và để đá ngập lên mình con gà và để ướp qua đêm. Chúng ta sẽ nướng vào sáng hôm sau. Gà tây sau khi qua một đêm ướp thì mình mang ra bỏ cái phần nước sốt và tất cả các loại rau củ, và mình làm cho sạch cái bụng gà, móc ra hết cái phần rau củ và tiêu trong đó. Rồi mình đi rửa nhanh, thật là nhanh qua cái phần nước nóng. Nước nóng thì Ni sử dụng nước nóng của Sinh, mình không cần phải nấu nước nóng ha. Nước nóng ở Sinh là được rồi. Mình rửa như vậy, rửa nhanh qua cái phần bên ngoài của da gà, cho da gà nó được co lại đó. Như vậy thì khi mình nấu, mình nướng thì cái da gà mình nó sẽ được giòn và căng bóng lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu công đoạn đi nướng gà, tức là công đoạn sau cùng. Đi sử dụng hai cái khê, một cái khê cái ở dưới để hứng nước súp gà, còn cái khê lưới này để đặt gà lên. Và đây là cái cổ gà, người ta đã cho vào cái bụng gà, nhưng mà mình không có nên bỏ ha. Mình để ở dưới cái khê này, mình nướng nó luôn. Như vậy thì khi mình nướng, cái nước súp gà và cái tất cả những cái gia vị này nó sẽ chảy xuống cái khê này và mình sử dụng lại cái nước đó để mình làm nước súp gà cho cái món khoai tây nghiền rất là ngon. Một ít rau củ để khi nướng, cái phần này sẽ ít hơn cái phần ngày hôm qua chúng ta sử dụng. Mọi thứ thì cắt to to như vậy, bởi vì mình nướng thì mình cần to như vậy, với nướng thời gian lâu 3-4 tiếng đồng hồ, như vậy thì nó sẽ vừa, nếu cắt mỏng quá thì nó có thể bị nhừ ha. Mình cho một ít xuống cái khe này cho nó thơm á, bởi vì mình nướng rồi con gà nó sẽ tiết ra nước ngọt xuống dưới đây. Rồi một hồi khi nướng đi cho một lon nước súp nữa, giống như mình nấu nước súp luôn, thì cái nước trong cái khe này nó rất là đặc biệt. Và bây giờ thì như vậy là đủ cho mình rồi nè. Các bạn muốn cắt nhỏ hơn cũng được, tùy thích nha. Ni thì Ni cắt to to như vậy. Ni cho đầy hết cái mặt dưới của cái khe, rồi cho cái dĩa lưới này lên, cho con gà lên đây. Như vậy khi mình nướng thì tất cả những cái nước ngọt từ con gà tây nó sẽ xuống cái khe ở dưới mà mình giữ lại nhé. Mình cho gà lên rồi, bây giờ thì mình cho những cái gia vị một ít vào bụng gà. Đây là cái mề và cái gan gà, thì cho vào bụng gà nhé, cho nó ngon, nó ngọt luôn nè. Rồi một ít củ tỏi, thì sử dụng là tỏi này, tép tỏi to to, và một củ hành nhỏ. Rồi cần mỹ, gừng cắt lát. Bữa nướng hôm nay thì Ni không sử dụng hành lá nhé, mình cho vào lá rosemary. Rất là ngon, trong bụng gà nó có đầy đủ mùi thơm hấp dẫn lá rosemary. Rồi hành, tỏi, củ hành, mình cho đầy vào. Và trước khi cho vào nướng thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái hình con gà cho nó đẹp. Hai cái cánh gà này thì Ni sẽ bẻ xuống, bẻ ngược xuống cho nó nằm phía dưới lưng gà như vậy. Như vậy nè. Để khi mình nướng xong thì con gà mình nó có cái hình đẹp sẵn rồi. Thường thì con gà tây mình sẽ lật ngửa cái phần ức gà lên như vậy phải không nè. Rồi mình để như vậy cho nó đẹp. Và sửa lại cái da cổ của gà cho nó ngay. Và ở dưới đây thì hai cái chân người ta có cột, nhưng khi mình rửa thì mình đã cắt dây ra ha. Bây giờ thì mình sẽ cột lại nó như vậy. Và cũng để cho rau củ bên trong nó được khô bực chuỗi lại đó, nó không có được bị tuột trở ra. Cột như vậy nè. Là xong, cái sợi dây này nó chịu được nhiệt tới khoảng 200 độ C ha. Nó dành cho những cái đồ mình nướng trong bếp. Để cho da gà bóng vàng và đẹp hơn sau khi nướng thì Ni sử dụng một xíu nghệ, cho vào 2 thìa canh dầu ăn. 2 thìa canh này Ni đã làm nóng qua microwave ha. Như vậy thì nghệ nó sẽ tan ra. Mình chỉ cần một xíu, đây là một cái thìa nhỏ, 1/4 thìa cà phê nè. Một xíu thôi là được. Hòa tan lên rồi quét đều lên con gà. Mình không cần dùng quá nhiều như khi mình cách mình làm gà Việt Nam. Một xíu vậy thôi là được.
quét hết cái mình con gà. Dầu nó sẽ làm cho da gà bóng và giòn, và nghệ thì làm cho màu đẹp hơn. Sau khi mình quét cái này rồi đó thì đi sẽ sử dụng giấy phôi, tức là giấy bạc, để trùm con gà khi nấu nhé. Đừng quên cho vào đây một lon nước súp gà. Ở đây tầm khoảng 7 đến 800ml nước súp gà đi cho phía dưới của cái khay. Như vậy khi mình nướng thì phía dưới cái khay mình không bị khét, và có một ít nước súp gà cùng với rau củ ở dưới nên sẽ làm cho con gà mình thấm thấu và được chín đều, không bị khô, và cũng làm gà mình được chín đều và chút xì hơn. Và trước khi cho mà nướng thì Ni sẽ trùm cái giấy bạc lên mình con gà nhé, mình trùm kín vào. Sau khi quét thì con gà mình nó vàng hơi xíu vậy thôi, không vàng quá nhiều nhé. Đi trùm cái giấy phôi, giấy bạc kín con gà, trùm luôn cái phần khê, rồi mình mang qua cho vào oven, để phía dưới cái tầng sau cuối cùng của oven và mở hai lửa, lửa trên, lửa dưới nhé. Cái giờ đầu tiên, một tiếng đồng hồ đầu tiên đi nướng là 400 độ F, và kế sau đó hạ xuống 350 độ, đi sẽ nướng tiếp tục với nhiệt độ đó trong vòng 2 tiếng. Và 30 phút cuối cùng, Ni sẽ gỡ bỏ giấy bạc và vẫn tiếp tục nướng với nhiệt độ 350 độ F trong vòng 30 phút đến khi con gà được vàng đều. Mỗi cái lò nướng thường thì cái nhiệt độ nó sẽ không có giống nhau. Như cái lò của Ni nè, cái lửa nó không có đều cho nên Ni phải xoay trở làm hai lần trong cái thời gian 30 phút cuối cùng để con gà mình nó được vàng đều. Ta-da! Sau khi nướng đây mọi người ơi, đẹp chưa, hấp dẫn chưa, đi gõ nè, nó vàng giòn lắm luôn, vàng đẹp chưa nè. Đi phải trở hai lần đó, bởi vì cái oven một bên nóng và một bên nó ít nóng hơn, cho nên chịu khó xoay trở. Và đây là cái nước súp của gà, mình chế vào một ít nước súp có sẵn và nước từ trên con gà tây nó chảy xuống nữa. Mình sẽ lượt qua một cái rây để bỏ cái phần xác cải này nhá, rau củ này, và giữ lại cái nước này đi sẽ sử dụng làm cái nước rau gravy cho cái phần khoai tây nghiền. Các bạn nhớ đón xem video kế tiếp, đi sẽ làm món mashed potato và rau gravy, tức là khoai tây nghiền và nước súp gà nhé. Các bạn nhớ đón xem và ủng hộ đi. Gà sau khi được nướng xong thì mang ra bài trưng bày cùng với các món ăn phụ khác. Các bạn thấy cái món gà hấp dẫn không nè, đẹp và ngon vô cùng. Đi chúc các bạn thành công nhé. Nhớ đón xem và ủng hộ Ni vào video kế tiếp cùng các món ăn phụ cho ngày lễ Thanksgiving. Chúc các bạn thành công và có một ngày thật bình.